Xưởng gỗ Mộc Lam Huy xin chào. Vâng, hiện tại thì đang là 10 giờ sáng của ngày 12 tháng 11 năm 2019. Thì Mộc Lam Huy đã có mặt tại Bảo Lộc Lâm Đồng, di chuyển bằng chiếc xe 51C40331 để đi giao hàng cho anh Huy. Thì có một số cái sản phẩm mà Huy muốn giới thiệu đến các bạn, phải các bạn cùng theo dõi và tham khảo nhé. Thì mình đã có hành trình đi từ lúc 5 giờ sáng tới bây giờ là 9 giờ tới nơi, còn bây giờ là 10 giờ rồi, mình đã xuống hàng xong. Một số thì đã lắp ráp hoàn thiện, một số thì còn đang dang dở tại đây. Thì mình sẽ quay và giới thiệu cho các bạn nhé. Có lên cho mình cái sập thờ chứ. Vâng, đầu tiên thì đã hoàn thiện cho anh Huy trước là một bộ ghế cột 12, tay 12, chân 12. Với chất liệu là gỗ hương đá tự nhiên 100%. Đây là một bộ ghế phải nói là rất là bông vân, rất là đẹp. Đây, mời các bạn theo dõi cái độ vân của nó này, cực kỳ đẹp. Thì cái clip này Huy sẽ quay sơ qua về những sản phẩm này thôi. Còn mình sẽ dành một cái clip riêng để nói về cho các bạn xem về cái bộ ghế này cũng như là cái kệ tivi ở đằng kia. Thì sơ qua cho các bạn nhé, thì đây là một bộ 6 món, một ghế băng dài, hai ghế nhỏ, một bàn chè, một đôn cao và một đôn thấp. Và chất liệu gỗ hương đá tự nhiên 100%. Ở đây thì bàn đôn là chúng ta có hộp kéo hết. Đó, cột 12, tay 12, chân 12 và là hàng tó đào chim. Đây là một bộ của nó là bông vân rất đẹp. Rồi, ok, mình giới thiệu sơ qua cho các bạn bộ này thôi. Lát nữa sẽ quay clip riêng. Và tiếp theo thì trong đơn hàng của anh là có một cái kệ tivi sừng trâu 2m2, gỗ hương đá. Đây, gỗ hương đá rất là chất lượng, rất là đẹp. Ở đây thì anh kê một dàn loa lên đây, chồng đôi lên. Đấy, loa 4 tấc chồng đôi lên, không xi nhê. Chất liệu hương đá tự nhiên hết 100%, trên dưới trong ngoài. Đó, độ cây đó khỏi phải lăn tăn luôn. Thì đây là mẫu sừng trâu, các bạn coi độ gỗ này thực tế trên dưới trong ngoài. Rồi tiếp theo đơn hàng của anh thì có một chiếc sập thờ gỗ gõ đỏ, hàng là chân 18 các bạn nhé. Chân 18 này to đùng này, rất là to, rất là đẹp. Để lắp ráp chiếc sập thờ này thì cũng mất khá là nhiều thời gian, cho nên là mình cũng sẽ quay clip sau nhé. Ở đây thì có thêm một bộ bàn ăn, một cái tủ áo tháo rời, à hai cái tủ áo tháo rời, một cái giường, một cái xong rồi tủ dép, cũng như là một trang thờ ông địa các bạn nhé. Ở đây thì bên trong anh em mình đang chuyển những cái tủ tháo rời hết, đây tháo rời hết cho anh, đem tới lắp ráp cho anh hoàn thiện. Thì báo giá các bạn cụ thể nhé. Thì tủ 1m8 giá hiện tại bên Mộc Lam Huy đang là 8,5 triệu. Vâng, 1m6 thì là 8 triệu, 1m4 thì 7,5 triệu. Đây, gỗ sồi nghe. Và hông trong thì bằng cây gỗ tự nhiên ghép miếng. Đấy, chất cây tự nhiên 100% hết. Thoải mái dùng, không có lo nước, không lo mối mọt gì cả. Đấy, thì đây là chuyến hàng mà tôi thực tế tôi đi cùng với anh em để giám sát cái công việc cũng như là trực tiếp với khách hàng và mở rộng thị trường về khu vực Lâm Đồng. Thì báo với các bạn luôn thì trong đơn hàng này còn hai chiếc tủ 1m4 xếp liền, tại vì chúng tôi căn xe là chúng tôi tháo hai cây và hai cây thì chúng tôi để liền luôn, thì hai cây này thì cũng chuyển vào trong nhà là xong luôn. Đó, đây một cây và bên phòng bên đây anh một cây nữa. Đây rồi, tiện cái căn phòng này nó sáng thì Huy sẽ quay cho các bạn chi tiết một chút về cái tủ này. Thì cái tủ này nó có bề ngang 1m4 và cao là 2m1 với chất liệu là gỗ sồi nghe các bạn nhé.
Thì đây về thiết kế thì bên mình thiết kế một kiểu thôi. Đây, kiểu y như vậy. Đây là cái kiểu tủ mà phải nói là bên mình bán rất là nhiều, rất là chạy. Đây. Thiết kế thì Huy sẽ mở cho các bạn coi. Đây là khu vực bên trong nhé các bạn nhé. Khu vực bên trong, bên buồng lớn. Thì bên buồng lớn thì chúng ta có một cây treo đồ ở trên để chúng ta mang những cái quần áo dài đó, không bị nhăn nhúm. Ở dưới chúng ta có một cái tầng và một cái ngăn kéo ở bên đây. Còn ở phía bên tay phải của các bạn thì chúng ta có hai tầng, hai tầng chia làm ba ngăn, một hai ba ngăn. Và ở dưới thì có một ngăn kéo âm. Cái ngăn kéo âm này có chìa khóa luôn, thì các bạn để giấy tờ, để giấy tờ các kiểu. Đấy. Một chiếc tủ áo mà nó là rất là sạch sẽ với chất cây tự nhiên 100%. Mặt ngoài thì là gỗ sồi cây, còn mặt trong là gỗ sồi ghép. Các bạn nhớ là gỗ ghép nhé, chứ không phải là gỗ ép đâu. Đấy. Gỗ ghép, gỗ tự nhiên hết, thế cho nên là hoàn toàn không có sợ mối mọt hay là cong vênh gì cả. Ở đây là dàn chỉ CNC. Và dàn bông thì cũng đục CNC luôn các bạn. Dàn chớp cũng tương tự CNC. Vâng, quay sơ qua cho các bạn coi nhà anh Huy nhá. Nhà anh Huy đã ốp trần, ốp sàn, gỗ thông hết này. Đấy. Đây là cái trần của bên trong căn nhà của anh. Ốp gỗ thông. Gỗ thông ghép nha, các bạn ý ghép miếng nè. Đối với gỗ thông thì chúng ta không có những cái khổ gỗ lớn đâu, chỉ có gỗ bé thôi, cho nên là phải ghép như thế này. Nhưng mà vô trong phòng thì rất là mát, cực kỳ mát mẻ luôn. Cái hành lang này, giới thiệu cho các bạn sơ qua này. Đây, hành lang anh cũng ốp này. Đó, đẹp không? Thì các bạn có thể tham khảo về cái cách làm này của anh. Đối với gỗ thông thì giá trị nó cũng không có nhiều lắm, nhưng mà nó có một cái độ bền rất là tốt. Đó, độ bền màu cũng như độ bền về cây. Còn ở đây là phòng bếp các bạn này, đây là phòng bếp nhà Huy này. Phòng bếp thì tủ bếp anh làm như gỗ pơ mu á. Đó, gỗ pơ mu. Rồi, cái rèn trên anh cũng ốp luôn. Ốp trần luôn. Phải nói là cực kỳ. Thì Huy cũng giới thiệu các bạn nhé. Nếu như các bạn mà có nhu cầu mà làm những cái sản phẩm như vậy này, những cái ốp trần, ốp tường này, các bạn liên hệ Mộc Lâm Huy. Bên mình vẫn thi công bình thường nhé, vẫn làm được hết. Và những cái sản phẩm gỗ thông này thì chúng ta ốp thì nó cũng không có tốn nhiều lắm đâu. Nhưng mà quan trọng nhất nhà anh là Huy muốn giới thiệu cho các bạn này. Có một rèn trần bằng gỗ thông chun. Những cái này thì phải dành cho... Các bạn phải dành về gỗ cơ. Các bạn mới nhìn thấy cái độ chun nó mới đẹp như nào. Đây. Đó. Ốp theo hình vuông, chủ đề hình vuông. Đấy. Rất là đẹp. Không biết thì qua video các bạn có nhìn thấy cái độ chun của cây hay không, nhưng mà thực tế là các bạn nhìn gỗ thông chun rất đẹp. Đó, cũng như là rèn lan can. Thì Huy chưa có nhìn gần lắm, nhưng mà Huy nhìn thấy là giống như là gỗ sồi Nga. Huy nhìn giống như gỗ sồi Nga vậy, gỗ tần bì đó. Khá là rộng. Đấy. Thì đây nhá, hôm nay Huy quay cái clip này, Huy quay sơ qua. Sơ qua về một số sản phẩm mình đi giao cho anh, cũng như quay cho các bạn coi những cái món đồ bằng gỗ trong gia đình đoàn rất là đẹp. Chúng ta cùng tham khảo. Đối với gỗ thông này, như Huy lặp lại các bạn này, dòng gỗ thông này là rất là bền. Và đặc biệt là khi mà chúng ta thi công thì dễ thi công nhá. À, giá cả thì cũng khá là ok, không có mắc nhá, gỗ thông thì không có mắc lắm đâu. Đó, nhưng mà bù lại chúng ta sẽ có một cái không gian rất là đẹp, rất là sạch sẽ. Đó. Còn đây là kết hợp với những cái bộ ghế sản phẩm của Mộc Lam Huy nữa. Rồi, cánh cửa các kiểu thì anh cũng dùng gỗ luôn. Ở bên trên kia anh em mình đang chuyển cái bộ sập thờ lên. Đó, thì tí nữa Huy sẽ lên trực tiếp Huy ráp cái sập thờ đó, Huy quay cho các bạn coi. Và Huy sẽ làm một cái clip riêng về cái sản phẩm này cho các bạn, báo giá cụ thể chi tiết và phân tích cho các bạn tại sao các bạn nên tới xưởng các bạn mua nhé. Vâng, và lên cái clip này thì Huy sẽ tạm kết thúc tại đây. Thì với tất cả sự trân trọng thì Huy rất là cảm ơn anh chủ hàng, đó là anh Huy, anh cũng tên Huy luôn. Anh đã dành sự nhiệt tình tới xưởng của Mộc Lam Huy,
lựa hàng, chọn mộc, ký tên để đến ngày hoàn thiện bên mình giao tới cho anh. Thì cảm ơn anh Huy rất là nhiều. Và cảm ơn khán giả, cảm ơn các bạn đã luôn luôn quan tâm, ủng hộ và theo dõi kênh của Mộc Lam Huy. Vâng, vậy nên Mộc Lam Huy xin chào. Và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip lần sau nhé.